Ok, chào các bác nha, đến với kênh của Xuân Loa. Một buổi chiều thứ hai đầu tuần. Giãn cách xã hội 15 ngày, nửa tháng, bất toi nửa tháng ở nhà. Không làm ăn được gì, nhưng mà các bác vẫn mua hàng ủng hộ liên tục. Cho nên đây, lắp hai con, tiếp tục lắp hai con V6 tàu nhanh cho hai bác khách. Các bác yên tâm là dịch ở nhà, nhưng mà các đơn vị vận chuyển vẫn làm việc, cho nên các bác cứ yên tâm, nổ tài khoản là hàng đi thôi. Đấy nha, hai con V6 đây này, đang còn ni lông bác ạ, yên tâm luôn, đang còn ni lông, quá đẹp luôn. Để đây đã, về bác từ bóc hai con V6, bây giờ em cho vào hộp. Đã đóng hộp xong rồi, chỉ việc đặt vào thôi. Đấy, các bác nhìn cái cách làm. Các bác nào thích thì mua đầu, thích mua hộp, thích mua phụ kiện có hết. Đấy, đấy, mặt dưỡng, đặt mặt dưỡng vào, vặn ốc ác vào là xong. Đấy, demo cho hai bác luôn nhá. Cảm ơn, mùa dịch nhưng mà hàng vẫn cứ đi đều là ok, xin cảm ơn.